Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Bàn Lê FIFA Mobile. Thì hiện tại nhiều có nhiều anh em newbie mới chơi thì có yêu cầu mình làm lại về cái video hướng dẫn về Dele Alli. Thì lần này thì mình sẽ làm video để hướng dẫn kỹ càng hơn cho anh em. Thì đầu tiên trước khi muốn lấy Dele Alli thì anh em phải có một list trước đã. Đây. Ở đây thì mình đã có một list rồi. Đây, thì đây là giao diện list. Thì để kiếm điểm mà lấy được Dele Alli thì list của anh em là phải có đá tournament đây. Đây ở đây là phần tournament. Thì hiện tại là list mình không có đá tournament thì mình sẽ tìm một cái. Thì ví dụ nếu mà bạn là chủ của list thì bạn có quyền được chọn người đá hoặc là chọn ai không được đá. Bây giờ thì mình đã tìm đối thủ rồi. Thì list của bạn phải đá thì mình mới nhận được phần thưởng. Đây thì mình sẽ vào phần reward ở list. Đây là có một tab thứ nhất là một Dele Alli và tab thứ hai là một reward. Thì nếu mà league của bạn thắng thì bạn sẽ được 3 điểm, hòa thì 2 điểm và thua thì 1 điểm. Thì để lấy được Dele Alli thì chúng ta cần 10 điểm league. Đây hiện tại mình đang có 53 điểm. Để Gen Alli lên thì chúng ta có thể đổi điểm là XP. Thì 3 điểm sẽ đổi được 100 XP. 10 điểm sẽ đổi được 500 XP. Và 20 điểm sẽ đổi được 2500 XP. Thì theo kinh nghiệm của mình thì anh em nên dồn đầy đủ 20 điểm rồi đổi một lần luôn thì sẽ lợi hơn nhiều. Tiếp theo tab reward. Thì anh em mới chơi thì đây, 3 điểm thì sẽ được một pack cầu thủ. Thì anh em phải đá chăm chỉ đá lít và phải được đá thì nó mới tính cái win này. Thì nếu mà 10 win thì chúng ta sẽ mở được cái skill, 25 win là sẽ đổi được 25.000 XP. Đây, 50 thì sẽ mở được cái phần thưởng con. Và đặc biệt khi mà chúng ta win 100 trận thì chúng ta sẽ mở được cái pack đặc biệt. Đây thì mình sẽ demo một cái pack đặc biệt cho anh xem thử. Thường chắc chắn là mình sẽ được là 75.000 con, 50 skill với 25.000 XP. Tại vì có thêm 5 thằng con nữa. Yeah, skill. Đây, giờ xem cầu thủ. Wow. Được tận 2 elite là Casillas và Cruz. Pack khá là ngon. Đây cũng là một cái pack để anh em kiếm nhiều động lực cho anh em đánh lít đây. Vâng, và cái lần này mình sẽ giải thích ngắn gọn và dễ hiểu thôi. Đó. Quan trọng là list của anh em phải vô được một list và list đó phải có đá tournament. Đó thì lúc đó anh em mới có điểm ấy, để anh em có thể đổi được Alli. Vâng, và xin chào anh em và hẹn gặp lại. Anh em nhớ like và comment dưới video để ủng hộ mình nhé.